Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Các hoạt động nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cảng hàng không Đồng Hới là một trong những cảng hàng không nội địa trong cả nước đạt tốc độ tăng trưởng cao. Nông dân xã Quảng Lưu đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Với thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân đế quốc trong gần một thế kỷ, đập nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp, trở thành một đảng cầm quyền. Và lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Cách mạng tháng 8 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao ý chí quật cường, sức mạnh cổ kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc, hòa quyền với những tư tưởng của các Mác, Engel, Lenin, Hồ Chí Minh. Với xu thế của thời đại, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, nước ta không những trở thành một nước độc lập tự do, mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 còn khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắc xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, mà còn có thể thành công ngay ở một nước phong kiến và nửa thuộc địa lạc hậu, để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự phát triển rất sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Cách mạng tháng 8 như một quả bom có sức công phá mạnh, làm sụp đổ một mảng quan trọng thành trì của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, thức tỉnh cả dân tộc bị áp bức bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2014, tròn 104 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều đóng góp to lớn, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đại tướng không chỉ là nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất mà còn là nhà văn hóa, nhà hoạt động chính trị, xã hội, ngoại giao có uy tín, nhà lãnh đạo văn võ song toàn của Đảng ta. Lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam đã minh chứng tài năng quân sự và đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cho đến hôm nay, gần tròn một năm ngày đại tướng ra đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng ông mãi là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng kiên trung và là biểu tượng cao đẹp trong lòng mỗi người dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp, 69 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 25 tháng 8, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình gồm cả đồng chí Hoàng Đăng Quang, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, văn phòng tỉnh ủy, văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại núi Thò, Vũng Chua, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kính cẩn đặt vòng hoa và dâng nén hương thơm lên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bày tỏ tấm lòng thanh kính và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Đại tướng. Trước anh linh Đại tướng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nguyện sẽ đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của các lớp cha anh đi trước, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp. Cũng trong dịp này, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại phần mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước anh linh Đại tướng, thay mặt Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao đóng góp to lớn của Đại tướng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Ghi nhớ công lao to lớn của Đại tướng, Đảng bộ quân và dân huyện Bố Trạch nguyện chung sức chung lòng phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đưa đời sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Sáng ngày 25 tháng 8, tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo huyện Lệ Thủy cũng đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh Đại tướng. Trong niềm thương tiếc vô hạn, các đồng chí lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã thành kính dâng hương lên bàn thờ của Đại tướng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc công đức của người anh cả quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng lừng danh thế giới, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình. Đây là năm đầu tiên sinh nhật mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa. Cũng là năm đầu tiên huyện Lệ Thủy tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, vắng lời dặn dò thăm hỏi của Đại tướng. Cũng trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Đại tướng, nhiều đoàn đại biểu và nhân dân trong cả nước đã về nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy để kính cẩn dâng hương tưởng niệm Đại tướng. Nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng nay huyện Lệ Thủy đã tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Phong Liên. Với tổng mức đầu tư 36,7 tỷ đồng, thiết kế gồm 5 nhịp, dài 111,5 m, rộng 15,1 m, cầu có trọng tải là 93 tấn, được khởi công ngày 20 tháng 10 năm 2012. Sau 22 tháng thi công, cầu Phong Liên bắc qua sông Kiến Giang cơ bản hoàn thành để tổ chức thông xe kỹ thuật. Cầu được thiết kế dàn cầu vòng bê tông cốt thép, quy mô tuyến theo tiêu chuẩn đường đô thị loại 2. Việc đầu tư xây dựng cầu Phong Liên với công nghệ tiên tiến hiện đại có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần chỉnh trang đô thị thị trấn Kiến Giang, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thông thương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của huyện Lệ Thủy. Cầu Phong Liên được thông xe kỹ thuật là món quà có ý nghĩa dâng lên sinh nhật lần thứ 104 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình. Hôm nay ngày 25 tháng 8, Hội Cựu Chiến binh thành phố Đồng Hới đã tổ chức đại hội thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu lần thứ 5. Hội Cựu Chiến binh thành phố Đồng Hới có tổng số trên 6.800 hội viên, sinh hoạt ở 21 hội cơ sở với 167 chi hội. Thực hiện phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu, từ thành hội đến các hội cơ sở đã thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Từng bước xây dựng hội trong sạch vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế, văn hóa xã hội, các cuộc vận động ở địa phương, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đặc biệt phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau nâng cao đời sống ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả bình xét hàng năm, 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 97% hội viên gương mẫu, trên 98% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa. 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố liên tục được Trung Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng thưởng cờ luân lưu và bằng khen. Hàng trăm lượt tập thể và cán bộ hội viên được cả cấp khen thưởng. Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Ủy ban nhân dân thành phố, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và thành phố khen thưởng. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí tham dự đại hội thi đua của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay xin chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cảng hàng không Đồng Hới là một trong những cảng hàng không nổi địa trong cả nước đạt tốc độ tăng trưởng cao. Nông dân xã Quảng Lưu đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 năm chính thức đưa vào khai thác, cảng hàng không Đồng Hới đã không ngừng tăng trưởng cả về tần suất bay và số lượng hành khách, góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế và quốc phòng tại địa phương. Cảng hàng không Đồng Hới được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2008 với năng lực khai thác ban đầu là 12 giờ trong một ngày, có quy mô 500.000 hành khách trong một năm.
Qua 5 năm đưa vào khai thác, cảng hàng không Đồng Hới đã trở thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và của tỉnh Quảng Bình. Do vậy mà nhu cầu đi lại của hành khách ngày càng tăng cao. Xác định được ưu thế đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tần suất cả chuyến bay đến và đi từ Quảng Bình. Nếu như trước đây mỗi tuần cảng hàng không Đồng Hới chỉ đón bình quân 3 chuyến trong một tuần, thì hiện nay đã nâng lên 14 chuyến trong một tuần. Vào thời gian cao điểm tăng lên 21 chuyến trong một tuần. Riêng từ đầu năm đến nay, cảng hàng không Đồng Hới đã có trên 790 lần cất và hạ cánh với lưu lượng hành khách lên đến trên 72.000 lượt người. Không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao, mà hiện nay cảng hàng không Đồng Hới đã nâng cao năng lực tiếp nhận máy bay 24/24 giờ thông qua việc đầu tư xây dựng hệ thống đèn tín hiệu hàng không và thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS. Với trang bị này, từ đây cảng hàng không Đồng Hới có thể nâng cao khả năng tiếp nhận máy bay 24/24 giờ, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu. Bản Cà Sen thuộc diện bản nghèo của xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, với 100% đồng bào dân tộc Mã Liềng sinh sống. Trước đây, cuộc sống của người dân tại bản Cà Sen chủ yếu dựa vào nương rẫy. Những năm gần đây, nhờ phát triển chăn nuôi và xây dựng các mô hình kinh tế, cuộc sống của người dân nơi đây đã được cải thiện rõ nét. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Cao Thông là một ví dụ điển hình cho việc thoát nghèo nhờ làm ăn kinh tế có hiệu quả. Triển khai xây dựng mô hình từ năm 2007 với khởi đầu là trồng bưởi. Sau quá trình tự tìm hiểu, tích cực tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi trồng trọt tại địa phương, gia đình anh Thông đã mạnh dạn đầu tư thêm chăn nuôi và trồng thêm các giống cây màu như ngô, lạc. Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh thường xuyên duy trì nuôi trên 100 con gia súc các loại như lợn, trâu, bò và dành hơn 1 hectare đất để trồng các loại cây lương thực. Hiệu quả từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Thông cho thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng một năm. Từ mô hình này đã góp phần giúp gia đình anh thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình. Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm nay, nông dân xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã mạnh dạn đầu tư máy gặt đập liên hợp phục vụ cho công tác thu hoạch lúa. Thông qua việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Gia đình anh Nguyễn Quốc Hùng ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch có 4 sao ruộng lúa, vào mùa thu hoạch phải cần khoảng 10 lao động để thu hoạch lúa. Nhiều vụ do thiếu lao động nên ruộng lúa nhà anh gặt chậm, làm ảnh hưởng đến năng suất. Năm 2013, anh Hùng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch mua máy gặt đập liên hợp trị giá 320 triệu đồng. Máy gặt đập vừa thu hoạch lúa cho gia đình, vừa làm dịch vụ cho nông dân địa phương, giúp anh có thêm thu nhập trên 20 triệu đồng một vụ. Từ khi mà có chủ trương của hợp tác xã là đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, thì gia đình mạnh dạn đầu tư 2 cái máy để làm giúp bà con thì năng suất hơn nhiều. Với hai nữa là anh giảm được cái sức lao động của bà con nhiều lắm. Vậy là hai ba nữa là cái giá thành từ khi mà làm thủ công rồi thì chuyển sang nông nghiệp á, bên cửa hóa đấy là rẻ được cho bà con được một nửa. Hiện nay toàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã có 3 máy gặt đập liên hợp để khuyến khích nông dân đưa cơ giới vào sản xuất. Ngoài chính sách chung của tỉnh, từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân xã Quảng Lưu đã mở các lớp tập huấn, tư vấn hướng dẫn cho nông dân địa phương chọn lựa máy gặt đập liên hợp phù hợp cũng như cách khắc phục sự cố trong quá trình vận hành máy, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho nông dân vay với lãi suất thấp nhằm hỗ trợ cho bà con mua máy gặt đập liên hợp. Những năm qua thì riêng ở địa bàn Quảng Lưu thì thu hoạch thì bằng là sức lao động của người dân. Chứ hiện tại thì nhiều về hội nông dân đã đầu tư và bỏ vốn ra để máy mua những cái máy móc thiết bị để về gặt đập. Đó là một trong những cái điều kiện để phục vụ cho bà con nông dân, vừa giải phóng được sức lao động của bà con, vừa hai nữa là đẩy nhanh cái tiến độ thu hoạch mùa vụ và kịp thời để giúp tránh được cái mùa lũ. Từ việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã giúp bà con nông dân tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 25 ngày 26 tháng 8, khu vực miền núi mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 8, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.